Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì cửa hàng em vừa mua về được một mẫu xe 7 chỗ ngồi của thương hiệu Toyota. Và đây là chiếc Innova 7 chỗ ngồi được sản xuất vào năm 2008 các bác nhé. Có năm sản xuất vào năm 2008 và đây là phiên bản G xịn. Phanh ABS, túi khí đầy đủ các bác nhé. Và đây là một chiếc xe hoàn toàn là không có chạy taxi. Máy gầm thì cực kỳ là chắc chắn. Và đây cũng là một cái mẫu xe thương hiệu nổi tiếng bền bỉ của dòng Toyota 7 chỗ ngồi. Innova thì chạy thì bền bỉ thì có tiếng trên thị trường rồi, anh em có thể là tham khảo với cái tầm giá mà em đang chào bán, mức giá là 265 triệu. 265 triệu sở hữu một dòng Innova, xe rất là căng luôn nha các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết về tổng thành cho các bác xem qua chi tiết, và anh em đang có nhu cầu thế để có thể là qua trực tiếp cửa hàng Salon Ô Tô số 1 Kinh Môn, có tại địa chỉ phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Và bên trong nội thất xe của chiếc xe này thì cũng rất là đẹp, về toàn bộ những cái hệ thống ghế cũng như là về hệ thống tablo tapni xe. Điều đầu tiên cho anh em xem vô lăng xe này. Vô lăng xe vẫn còn rất là đẹp nha các bác, nhìn củ số này. Đó, phanh tay này. Rồi là toàn bộ những cái bệ tì tay này. Nhìn là còn rất là đẹp nhá. Và nhựa của Innova G xịn thì nhựa nó vàng khè như thế này hết. Và chúng ta hãy nhìn là những đường vân ở tắp lô tắp ni này. Đó. Chúng ta hãy nhìn những chất nhựa zin nguyên bản của nó này. Đấy, và chúng ta nhìn này, nhựa này không có bị xước xoát gì các bác nhá. Không bị xước xoát gì cả, không một vết xước nào luôn, kể cả về hệ thống tắp ni sau cửa hoàn toàn là zin nguyên bản và cũng không có vết xước gì. Đây này, có một tí cái bẩn bẩn thôi. Đây, tắp lô tắp ni là không có những cái vết xước gì cả luôn. Đây, keo chỉ các bác này. Đó, đây keo chỉ cành lái đây ạ. Và hốc bản nề đấy ạ. Và với cái chiếc xe này thì nó là bản G xịn, và trần chủ xe đã dán một bộ trần 3D rồi, nhìn rất là sạch sẽ. Và không gian ngồi bên trong xe thì nó sẽ được cái chống nóng rất là tốt ở những cái mùa hè như bây giờ. Đấy, hai dàn điều hòa các bác nhé. Và dòng này thì anh em yên tâm mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Innova thì nó rất là phải chăng. Đối với dòng xe 7 chỗ thì Innova dòng xe tiết kiệm mà không nhất thì cũng phải là nhì trên trong những cái dòng xe bình dân hiện nay. Đấy, tắp lô tắp ni sau này. Các bác nhìn thấy là nó không có bị xước xoát gì cả. Này, kể cả những cái bậc lên xuống này. Không xước xoát gì mấy các bác nhá. Đây, bên trong đồ đạc kích nút kích nhức nguyên bản hết. Vẫn ở bên trong. Và toàn bộ xương này. Đó. Tất cả những cái đường mép này các bác nhìn. Nguyên bản theo xe hết. Và đây chứ cái chất nhựa của xe đây. Cái chất nhựa sau cốp đây các bác nhìn. Đấy. Đây, mét toàn bộ những mép keo chỉ đây. Hoàn toàn là còn zin nguyên bản nha các bác nhé. Và chiếc xe này là chủ xe đã dùng sử dụng ti thủy lực rồi. Đấy, anh em đang có nhu cầu chốt cái mẫu xe Toyota Innova sản xuất năm 2008 bản G này thì có thể là alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Hai chìa khóa zin nguyên bản vẫn còn theo xe đây ạ. Đồ đạc cốp kia của nó đây. Xe bọn em vừa mua về xong nhé các bác nhé. Keo chỉ toàn bộ cánh này. Và ở đây chỉ có một tí bẩn thôi. Còn đâu tắp ni chúng ta nhìn là không có những cái vết xước xoát gì cả các bác nhé.
Đó. Bản nề cánh cửa đây ạ. Thì con này mai bọn em chỉ việc đi dọn dẹp nội thất các thứ thôi. Còn đâu là toàn bộ những cái hệ thống gầm của xe, cũng như là toàn bộ những cái hệ thống côn và hệ thống lái rất là ngon lành và chạy rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Anh em mua dòng xe này về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm bất cứ những cái hạng mục gì cả. Đây, keo chỉ xe đây. Đó, tâm nô tâm ly còn rất chìa đẹp nhé các bác nhé. Và em cũng sẽ nổ máy lên cho chúng ta xem qua luôn cái phần khoang của động cơ xe. Máy con này nổ rất êm và điều hòa mát, điều hòa hai dàn, âm thanh màn hình DVD đầy đủ. Bản đủ chúng ta nhìn là có phanh ABS, có túi khí này. Đấy. 4 tổng nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện. Đấy. Gương kính chỉnh điện hết các bác nhá. Đó. Bên này đây. Gương kính chỉnh điện các bác nhá. Hoàn toàn là zin nguyên bản theo xe và không có nâng độ gì cả, cho nên là cái dòng nâng hạ kính của cái dòng Innova phải nó rất là bền. Đó. Đó. Và em sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn cái phần khoang máy của xe. Máy nổ rất là êm các bác nhé. Đây, chúng ta nghe tiếng máy này. Chúng ta nghe tiếng máy không? Nổ êm du luôn. Và con này máy thì cực kỳ chất. Đấy. Toàn bộ những hệ thống giằng bệ này, nguyên bản của xe này. Đấy, cục phanh ABS đây các bác nhá. Máy nó vẫn còn bụi bụi bặm bặm thì cái máy này thì khả năng là bọn em sẽ chỉ xì qua nước nã thôi là nó sẽ mới lại trở lại thôi. Còn toàn bộ những cái mặt gang của nó thì rất là khô ráo, xe đặc biệt không có một giọt dầu nào cả luôn. Máy nổ rất là êm. Toàn bộ những cái hệ thống cabo xe. Đó. Chiếc xe này bọn em đang chào bán mức giá là 265 triệu đồng thôi ạ. Anh em đang quan tâm đến cái dòng xe này thì hãy alo trực tiếp số Zalo của em Kim Chin Tô Đề và em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Và một lần nữa xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những chiếc xe lần sau. Xin chào, cảm ơn.